Hôm nay mình sẽ xử lý một cái đề vi phân 1A năm 2021-2022 ha. Mỗi sinh viên chỉ được chọn một trong hai đề A, B và mỗi đề thì chọn giải quyết 3 trong 4 câu ha. Thì hôm nay mình sẽ xử lý đề A. Mình tập trung vào 3 cái câu cuối của đề A ha. Có cái sự khả vi nè, câu cả câu 1 và câu 2 liên quan sự khả vi nè. Câu 3 liên quan sự khả tích nè. Câu thứ 4 liên quan tới tích phân suy rộng. Rồi đề B ha. Rồi, ta thử giải quyết cái đề A nha. Câu đầu tiên thì mình chỉ phát thảo nhanh thôi ha. Thảo cái lời giải cho cái câu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng tập xác định của cái hàm số này chính là tập số thật ha. Có để tập xác định của hàm F này chính là tập số thật. Khảo sát khả vi của hàm F trên tập số thật trên mỗi khoảng trừ vô cùng đến 0 hoặc 0 đến vô cùng thì cái hàm số này là cái hàm đa thức. Là do đó chúng nó có đạo hàm và đạo hàm của nó cũng chính là đạo hàm của F trên các phần tương ứng ha. Trên khoảng không vô cùng hoặc khoảng trừ vô cùng đến không ha. Đạo hàm của F tỷ và đạo hàm của x bình phương cộng 1 là 2x ha. Với mỗi x thuộc khoảng trừ vô cùng đến không. Tương tự như vậy trên khoảng không vô cùng đạo hàm không phải x thì bằng 3 lần x bình với mỗi x thuộc khoảng không vô cùng. Tại không thì chúng ta cần xem xét ha, chúng ta sử dụng định nghĩa để xử lý. Chúng ta cần tìm giới hạn của fx trừ f0 trên chữ x trừ không khi x tính đến không. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái công cụ giới hạn một phía để chúng ta xử lý. Chúng ta xét tại không ha. Tại x0 bằng 0 ha. Ta xét cái giới hạn sau. Giới hạn của fx trừ f0. X trừ 0. Thì chúng ta phải sử dụng công cụ giới hạn một phía để chúng ta xử lý ha. Ta có L1 được đặt chính là giới hạn của f(x) trừ f0 trên cho x trừ 0 x tính đến 0 trừ bằng giới hạn x tính đến 0 trừ. Ở đây chúng ta lưu ý rằng fx khi x âm thì fx bằng x bình phương cộng 1. Dù x âm hay dương thì lúc đó chúng ta có f0 đều vào xác định bởi công thức thứ hai ha. Khi x bằng 0 thì fx nó bằng x mũ 3 cộng 1 ha. Tức là f0 bằng 0 mũ 3 cộng 1 cho bằng 1 ha, trừ 1. Vì cho x bằng giới hạn đến 0 trừ tử chính là x chia x tử chính là x bình chia x bằng x giới hạn bằng 0. Đồng thời chúng ta có L2 giới hạn f(x) trừ f0 trên chữ x trừ 0 x tiến đến 0 cộng bằng x dương thì f(x) bằng x mũ 3 cộng 1, f0 cũng bằng 1, chia cho x bằng giới hạn của x mũ 3 trên x là x bình, y tiến đến 0 cộng, giới hạn này bằng 0. Vì L1 bằng L2 hay là giới hai cái giới hạn một phía bằng nhau á, hay giới hạn một phía của cái hàm f(x) trừ f0 trên x trừ 0 tại 0 nó bằng nhau.
thì là một bằng lần 2 bằng 0. Nên giới hạn f(x) trừ f0 nên cho x trừ 0 khi tính 0 tồn tại và bằng 0 ha. Nó là một số thật. Chính điều này dẫn đến f có đạo hàm tại 0. Và đạo hàm của f tại 0 bằng 0. Như vậy chúng ta có được điều sau. Tập xác định của f phẩy bằng tập số thực và đạo hàm của f tại x thì bằng 2x nếu x âm, bằng 0 nếu x bằng 0, bằng 3 lần x bình nếu x dương. Chúng ta có thể ghép bằng 0 vào trong cái nhánh thứ nhất hoặc nhánh thứ hai ha. Vậy chúng ta đã giải quyết xong câu thứ nhất, mình viết một cách phác thảo ha, không có đi quá chi tiết. Ta qua câu số 2. Ở đây thì cái bộ dạng của cái đề bài này làm cho chúng ta nghĩ đến chúng ta dùng định lý Lagrange ha, nhưng dùng định lý Lagrange thì không có đúng được ha. Ở đây chúng ta cũng chú ý rằng là chúng ta có hàm có đạo hàm tại x một cái điểm x nào đó thuộc khoảng AB nha. Tức là một con x cố định nào đó thuộc khoảng AB chứ không phải là có đạo hàm tại mọi điểm thuộc khoảng AB. Ta lưu ý gì đó. Chúng ta cứ khai chuyển định nghĩa của đạo hàm, chúng ta sẽ đạo hàm con f tại x, ta sẽ suy ra được điều này nha. Nhớ rằng ở trên đây là dấu nhỏ hơn hẳn, dưới đây nhỏ hơn bằng ha. Điểm đặc biệt là ở chỗ đó. Ta có giới hạn của f y trừ cho f x trên cho y trừ y, y tiến đến y bằng đạo hàm của f tại y. Chúng ta khai triển định nghĩa giới hạn của hàm số ha. Do đó mọi epsilon dương tồn tại delta delta dương sao cho mọi y, chính xác là mọi y ha, mọi y thuộc vào cái tập xác định của hàm f thuộc cái khoảng AB. Sao cho không nhỏ hơn trị đó y trừ x nhỏ hơn delta thì ta có trị đối fx nhằm trị đối fy trừ fx tất cả chia cho y trừ x trừ cho đạo hàm con f tại x nhỏ hơn bằng epsilon. Chúng ta lấy epsilon thích hợp và lấy con r bằng delta ha thì chúng ta sẽ có được cái điều bên trên, nhưng mà lưu ý rằng ở trên đây thì con y có thể bằng x nha, còn dưới đây y không bằng x được. Ta tiến hành biến đổi một chút xíu. Từ đây chúng ta suy ra. Chúng ta có thể áp dụng bất thức trị đó để chúng ta xử lý tiếp ha. Tốt nhất là dùng bất thức trị đó. Nếu như bạn này chưa quen thì có thể quan sát cái điều sau này. Đây là một cái ghi chú để chúng ta có thể hình dung tại sao chúng ta có được điều trên. Giới hạn của hàm G đi ha. GI đi ha. Giới hạn GI. Y tiến đến A đi. Bằng L. Thì cái này được diễn giải một cách chính xác theo cái ngôn ngữ epsilon delta với L thuộc tập số thực nha. A thuộc tập số thực. Rồi, mọi epsilon dương tồn tại delta dương. Sao cho chiếm mọi y thuộc vào tập xác định của hàm G. Sao cho không nhỏ hơn trị đối y trừ A nhỏ hơn delta. Ta có được trị đối GI trường L dọc epsilon. Ta khai triển cái điều này ta sẽ có được điều bên trên. Chúng ta lấy epsilon thích hợp nha. Thật ra chúng ta lấy epsilon có thể lấy epsilon bằng bằng trị đối đạo hàm con f tại x
một phần 2021 trừ cho đạo hàm, trừ đối tạo hàm có hết tại x. Chọn chọn một con epsilon cụ thể bằng 1/2021 trừ cho đạo hàm của f tại x ha, trừ đó đạo hàm f tại x. Hiển nhiên với cái giả thiết bên trên thì ta có epsilon dương tồn tại con delta sao cho với mọi y thuộc vào cái khoảng AB khoảng không nhỏ hơn trừ đó y trừ x nhỏ hơn delta ta có. Trị đó F y trừ cho f(x) trên cho y trừ y thì nhỏ bằng trị đó f(y) trừ cho f(x) trên cho y trừ y cộng cho trừ trừ cho f(x) cộng cho trị đó f(y). Ta dùng bất tức trị đó ha. Thì chúng ta có thể diễn giải cái điều đó sau ha, nhỏ bằng theo cái bên trên thì nhỏ bằng epsilon nè cộng cho trị đối đạo hàm của f tại x. Theo cái cách chọn epsilon thì đây chính là bằng 1/2021 được ha. Ở đây chúng ta có đã sử dụng vấn thức trị đối ha, để thức thêm chỗ này trị đối a nhỏ bằng trị đối a trừ b cộng trị đối b được ha. Đúng với mọi cái AB thuộc số thật ta sử dụng công thức trị đó. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có được cái điều sau. Điều đó. Chúng ta lấy R bằng delta như bên trên ha, delta được chỉ ra như bên trên delta dương nha. Cụ thể hơn. Ta có trị đó fx nhập trị đó fx trừ fx nhỏ bằng 1/2021 nhân cho trị đó y trừ y với mọi y thuộc vào cái khoảng AB sao cho trị đó y trừ x lớn hơn không nhỏ hơn r được không? So với cái điều mà chúng ta cần chứng minh là chúng ta cần phải kiểm tra được rằng điều này đúng với khi y bằng x ha. Cái này chỉ đúng với y khác x và thỏa các điều kiện liên quan ha. Vậy ta dễ dàng thấy được rằng cái điều này trở nên hiển nhiên khi y bằng x. Ta có trị đó f x trừ cho x thì nó bằng không nè, hiển nhiên nó nhỏ bằng 1/2021 nhân trị đó x trừ x ha. Như vậy là cái điều trên này vẫn đúng khi y bằng x ha, do đó trị đó f y trừ f nhỏ bằng 1/2021 nhân trị đó y trừ x mọi y thuộc vào khoảng AB sẽ cho trị đó y trừ x nhỏ như r. Như vậy ta sử dụng định nghĩa của đạo hàm, sử dụng định nghĩa của giới hạn hàm số, ta dẫn đến cái điều mà chúng ta cần chứng minh ha. Nhớ rằng đây là một con x cụ thể nha, với một con x cụ thể nào đó thuộc vào AB, ta có được hàm f chỉ có đạo hàm tại một điểm cụ thể nào thuộc AB, còn tại những điểm khác chúng ta không biết hàm f có đạo hàm hay không ha. Do đó ta không có dùng định lý Lagrange được. Dạ, câu này. Chúng ta khảo sát sự khả tích của cái hàm số này ha.
vẽ đồ thị hàm số thì người ta vẽ cái tạm gọi là cái đường đồ thị nó kiểu dạng hàm bậc thang ha. Mình vẽ một cách tương đối nha. Trên đoạn 01 thì fx bằng 1 phần 2. 1 2 1 phần 2 nha. Mình điều chỉnh một chút. 2 ô chính là bằng 1 ha. 1 phần 2 nha. Trên đoạn 01 thì nó bằng 1 phần 2. Hay là 1. Là 1. À, nó lấy cả hai cái điểm này luôn nha. Đây là một nha, một cái kéo dài bên đây luôn. Hai ô bằng một luôn. Lấy điểm. Mình khoanh tròn có tô, tức là cái điểm nó thuộc độ thì số. Rồi. Trên cái nửa bảng 1, 2 thì fx bằng 1 phần 3. Mình vẽ một cái tương đối thôi, 1, 3 đâu đây nha. Điểm này, cái điểm 1, 1 phần 3 không thuộc độ hàm số. Giờ mình khoanh tròn không tô ha. F nó gián đoạn tại 1 nha. Đây là giá trị nó bằng 1 phần 3 đi. Ta có thể tô màu lại ha. Cái đồ thị của hàm số nó chính là cái đường màu đỏ nè. Cái tỷ lệ có thể không đúng ha. Đây chính là đồ thị hàm F. Gồm hai cái đoạn này nha. Ta giải quyết xong cái nha. Tiết B thì các bạn có thể xem lại tiếp một chút xíu ha. Trong cái tài liệu của thầy Long nè. Xem cái định nghĩa của một cái phân hoặc nè. Rồi xem trên mỗi cái đoạn con thì chọn cái điểm mẫu nè. Tạm gọi là điểm mẫu ha. Cách chia cái đoạn AB thành N đoạn có các cái điểm đầu mốt nằm trong cái đoạn AB thì được gọi là phân hoạch của đoạn AB. Trên mỗi cái đoạn con xi trừ 1 xi đi chạy từ 1 đến N thì chọn một cái điểm, cái thuật ngữ của mình gọi là điểm mẫu ha. Từ điểm mẫu chúng ta sẽ xây dựng cái tổng Riemann. Tổng Riemann này ứng với các phân hoạch Q và cái cách chọn điểm mẫu này ta ra được cái tổng Riemann này. Thì cơ bản là F tại zeta y nó chúng ta có thể dễ dàng xác định được nếu như chúng ta biết con zeta y của chúng ta nó nằm trên cái đoạn nào ha, trên cái tập nào thuộc cái tập này hay là tập dưới. Cái điểm phiền phức là nếu như cái đoạn cái điểm mẫu của chúng ta đó zeta y một cái con nó thỏa này y trừ một mình ghi epsilon y ha, epsilon y nếu điều này xảy ra thì ta không có biết cái con nhập con một mà nó rơi vào đây con x y trừ xk trừ một nhỏ lớn bằng nhỏ hơn hẳn xk. Để kiểm tra lại thử cái điều nào phải như thế này ha. Nếu điều này xảy ra thì chúng ta không biết cái con epsilon k nó thuộc vào cái khoảng trên cái đoạn trên hay là nửa khoảng bên dưới thì chúng ta xác định f giá trị f tại cái con epsilon k ha, điều đó là điều khó nhưng mà chúng ta cũng sẽ không có thấy phiền phức lắm ha. Chúng ta xem xét cách giải quyết. Rồi. Xét cái phân hoạch quy quy bằng x0 x1 x2 vân vân
ít ngờ ha, một số con vật bất kỳ ha. Cái đoạn không hai. À, và chúng ta lấy trên mọi cái đoạn con, ta lấy các cái điểm mẫu là epsilon y ha. Điều. Rồi. Y trừ 1 x y. Lấy một con epsilon y. Thật ra cái cách mình thấy biết cái con này nó hơi khó, do đó mình ghi epsilon y ha, thay vì con zeta. Thuộc vào cái đoạn x y trừ 1. X y. À, y nó chạy từ 1 đến n ha. À, từ đó chúng ta sẽ tạo ra những cái điểm mẫu epsilon 1, epsilon 2 của con epsilon n ha. Đây là n nha. Từ đây chúng ta tính được cái tổng Riemann. Ta có tổng Riemann S, F, con vật Q, các cái điểm mẫu epsilon 1, epsilon 2, vân vân, epsilon n. Rồi, thì bằng tổng y chạy từ 1 đến n, f tại epsilon y nhân cho x y trừ x y trừ 1. Cái điều khó là chúng ta cần phải xử lý con epsilon y trong tình huống mà cái con 1 nó nằm trong một cái khoảng xk với chắc chắn là tồn tại một cái con k thuộc vào cái tập 1, 2 thật ra không vân vân đi ha. Sao chưa? XK trừ 1 nhỏ hơn 1, 1 nhỏ bằng XK ha. Nếu như cái con 1 mà nó rơi vào trong cái nửa khoảng này, khoảng nửa khoảng XK trừ 1, XK, nhớ rằng là nó có một phần nằm bên cái đoạn này, một phần nằm trên đoạn 0,1 và một cái điểm 1 do cái điểm 1 nó nằm trên cái, nói chung là trên những khoảng này nó không chứa 1, do đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại nha. Phải như vậy mà lại lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng xk ha. Phải như thế này. Như vậy con xk nếu như một cái khoảng nào đó mà nó nằm trọn vẹn trong một cái đoạn 0,1 hoặc là nửa khoảng 1,2 ha, nửa khoảng 1,2 không lấy 1 nha, thì cái việc ta xác định cái epsilon y nó dễ dàng ha, bởi vì con epsilon y nó cũng sẽ nằm trọn vẹn trong cái đoạn 0,1 hoặc là cái nửa khoảng 1,2. Rồi chúng ta sẽ tính tổng này dựa vào cái con k này nha. Và thật ra chúng ta cũng yên tâm là khi cái độ mịn nè, cái độ mịn nè, tức là cái mắt của x y trừ x y trừ 1, y chạy từ 1 đến n nó tiến về 0 á, thì chúng ta sẽ có được là cái con xk trừ 1 này tiến đến 1 và xk cũng tiến đến 1 ha. Rồi chúng ta sẽ đưa ra một cái ước lượng cho cái tổng này thông qua cái độ mịn nha, tức là cái mà giống giống như là cái tuyệt đối của quy ha, đây gọi là chuẩn của quy ha, là độ mịn của phân quạch đó. Ta có khi đó chúng ta có hết được xác định như sau: hết f quy epsilon 1, epsilon 2, vân vân, epsilon n bằng tổng y chạy từ 1 cho đến k trừ 1 f epsilon y nhân cho x y trừ chữ y trừ 1 cộng cho cái trên cái đoạn này nó hơi phiền phức ha, ta xét trên đoạn này f epsilon k nhân cho x k trừ chữ x k trừ 1 rồi cộng
cho tổng ca chạy từ y chạy từ ca cộng 1. Đến n f epsilon y cho x y trừ chữ y trừ thì chúng ta chắc chắn được rằng con một nó không nằm trong cái khoảng này ha. Có thể là nó nằm ở cái đầu mút, có thể là cái điểm đầu mút cuối cùng nó có thể bằng một, và điểm đầu mút cuối cùng nó nhỏ hơn hẳn một, thì tất cả những cái điểm mẫu này nè, những cái điểm mẫu chắc chắn nó sẽ rơi vào trong cái đoạn không một. Chính vì thế F tại epsilon y này sẽ bằng 1/2, ta sẽ có được cái tổng này bằng 1/2 tổng y chạy từ 1 đến k trừ 1 ít y trừ chữ y trừ 1 cộng cho cái con epsilon y này nè, nó rơi vào cái đoạn ít k trừ 1 ít k, cái đoạn này chứa 1, thì chúng ta cũng không biết epsilon y này nó lớn hơn bằng 1, lớn hẳn 1 hay là bằng 1, nhỏ bằng 1 ha, thì chúng ta rất là khó để xử lý. Tuy nhiên một lát chúng ta cũng thấy được rằng là cái hàm F chúng ta nó có trị đối nó nhỏ bằng 1/2 nè, ta có thể đánh giá cái con này thông qua 1/2 nè, chúng ta cứ để yên nữa ha. F epsilon k nhưng cho xk trừ xk trừ 1, mình sẽ viết lùi lại để có đủ chỗ viết nha. Xíu. Đó. F, quy epsilon 1, epsilon 2, vân vân, epsilon rồi. Và 1/2 tổng y chạy từ 1 đến n y từ 1 đến k trừ 1. Ít y trừ chữ y trừ 1 cộng cho F tại x epsilon k nhân cho x k trừ chữ x k trừ rồi bên đây ha. Mặc dù chúng ta không biết cái con epsilon y cụ thể, nhưng ta biết được epsilon y của chúng ta chắc chắn nó sẽ lớn hơn một, bởi vì ứng với mỗi con y bên đây với y nó lớn hơn bằng k cộng 1, thì chắc chắn con xk chúng ta nó sẽ xk ít đi trừ 1 nè, với y lớn hơn bằng k cộng 1 thì chắc chắn nó lớn hơn 1, lớn hơn 1 thì lúc đó chúng ta chắc chắn được rằng epsilon y chúng ta nó lớn hơn 1, do đó F tại epsilon y nó bằng 1/3, ra bằng 1/3 tổng y chạy từ k cộng 1 cho đến n ít y trừ ít y trừ 1 được không? Thì chúng ta có thể viết tường bên cái tổng 1/2 nhưng cho cái tổng này rất là đặc biệt ha, chúng ta có thể viết tường bên chúng ta rút gọn lại thì nó ra là ít k trừ 1 trừ cho ít 0, ít 0 thì bằng 1 nha, cộng cho F tại epsilon k nhân cho xk trừ xk trừ 1 cộng cho 1/3 xn trừ cho xk. Chúng ta có chú ý rằng xn nó bằng 2 nha, cái điểm đầu mút cuối cùng trong cái tập quy này là bằng 2, và điểm đầu tiên nó bằng 1 ơ nhưng bằng 0, bằng 1/2 xk trừ 1 cộng cho F tại epsilon k nhân cho xk trừ xk trừ 1 và cộng 1/3 nhân cho 2 trừ cho xk. Chúng ta lưu ý ở trên mình đã có nhận định ha, khi mà cái con
cái độ mịn của quy nó tiến về không thì con xk trừ một và xk nó tiến về không. Và thực ra cái khoảng cách từ xk trừ một đến một nè, và cái khoảng cách từ xk đến một nè thì nhỏ bằng cái độ mịn của phân vật quy ha. Ta có thể chèn con một vào ha, thì bằng 1/2 nè cộng cho 1/2 xk trừ 1 trừ cho 1 rồi cộng cho f tại epsilon k nhân cho xk trừ xk trừ 1 rồi cộng cho 1/2 cộng cho 1/3 cho 1 trừ xk ha. Ta kiểm tra lại nha, chia con một vào nha, kiểm tra lại chỗ này ra bằng 1/3 cộng 1/3 nhân 1 trừ xk nha, cộng 1 vô trừ 1 ra thì phải là 1/3 nha, 3 chứ 1/2 3. À, như vậy chúng ta sẽ ra được cái này bằng 1/2 cộng 1/3 thì ra 5/6 ha, 5/6 cộng một cái đám bên đây là lát chúng ta sẽ chứng minh là cái phần sau á nó sẽ tiến về không khi cái độ mịn nó tiến về không cộng với một cái phần gọi là ít phẩy đi ha, ít phẩy nó phụ thuộc vào cái epsilon k luôn vâng ha. À, ta có trị rồi với epsilon ít phẩy bằng cái đám này nha, đó ít phẩy bằng 1/2 k trừ 1 trừ 1 rồi cộng 1/3 1 trừ k. Rồi cộng cho F tại epsilon k nhân cho xk trừ cho xk trừ. À, ta có điều sau. Trị đối ít phẩy nè nhỏ bằng 1/2 trị đối xk trừ 1. Rồi đây trừ 1 ha. Cộng cho 1/3 trị đối xk trừ 1 cộng cho trị đối f tại epsilon k nhân cho xk trừ chữ k trừ 1 đó bằng, ta nhớ rằng là cái con 1 nó nằm giữa xk trừ 1 và xk, do đó cái khoảng cách giữa xk trừ 1 trừ 1 á, khoảng cách đến xk trừ 1 đến 1 á thì nó nhỏ bằng khoảng cách từ xk đến xk trừ 1 nó nhỏ bằng cái độ mịn của phân vật quy ha, cộng cho 1/3 cái độ mịn của phân vật quy cộng cho trị đối f x đó luôn nhỏ bằng 1/2 ha, nhỏ bằng 1/2. Rồi, như vậy nó sẽ ra là bằng 4/3 cái độ mịn. Do đó chính điều này ha, do đó chúng ta có giới hạn của ít phẩy nè, trong đây nó phụ thuộc vào cái phân vật quy nha, thì cái độ mịn nó tiến về không nè thì nó bằng không, vì giới hạn của 4/3 cái độ mịn khi cái độ mịn tiến về không bằng không ha. Ta dùng lý kẹp để suy ra chính điều này ta dẫn đến giới hạn của cái tổng Riemann nè, khi cái độ mịn nó tiến về không thì nó tiến về 5/6 suy ra giới hạn f phân vật quy các cái điểm mẫu epsilon 1, epsilon 2 vân vân epsilon n khi độ mịn nó tiến về không bằng không là nhà bằng 5/6. Chúng ta lưu ý rằng cái giới hạn này nó không phụ thuộc vào phân
hoặc quy và cái việc chọn các cái con epsilon 1, epsilon 2 vân vân, epsilon nào ha. Không phụ thuộc vào phân vạch quy. Không phụ thuộc vào phân vạch quy và cách chọn các cái điểm epsilon y. Chính điều này dẫn đến hàm S chúng ta cả tích trên đoạn 02 theo đúng định nghĩa ha. Ta dùng định nghĩa chúng ta đã chứng minh được các cả tích trên đoạn 02 ha, khá là công phu. Cơ bản chúng ta xác định được tổng Riemann. À, chỉ có điểm khó khăn là chúng ta xử lý cái phần dư ra này thôi. Và chúng ta nhận ra cái điểm phức tạp đó là khi con một nó rơi vào trong cái khoảng này. Còn trong các trường hợp còn lại thì chúng ta chắc chắn được rằng chúng ta định vị được cho cái con epsilon y này nó là rơi vào trong cái đoạn 01 hoặc là nửa khoảng 12 với lấy 2 bỏ 1 ha. Nhờ vào đặc điểm những cái con y với y trừ 1 ta có thể suy ra được epsilon y chúng ta nó rơi vào trong cái khoảng nào ha. Nhớ là chúng ta có thể chú ý khi chúng ta xét trong cái phần này thì chúng ta sẽ có con epsilon y chúng ta nó thuộc vào đoạn 01. Khi xét phần này thì chúng ta có epsilon y chúng ta thuộc vào nửa khoảng 12 được ha. Chính vì thế chúng ta có thể xác định tổng Riemann được ha. Tức là chúng ta xác định được cái con giá trị của hàm số tại epsilon y trong các cái trường hợp này. Còn trong trường hợp này thì nó hơi phiền phức. Chúng ta không biết được f tại epsilon k như thế nào ha. Nó bằng 1 phần 2, 1 phần 3. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần quan tâm, không đáng ngại ha. Khi cái độ mịn tiến về không thì cái phần này nó sẽ tiến về không. Rồi chúng ta xem cái bài số 3, bài số 4, bài cuối cùng. Thì ở đây chúng ta dùng định lý kẹp, chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được giới hạn của hàm F lớn nha, tại vô cùng nó bằng 1 ha. Có thể viết lại cái hàm số kẹp này là như sau này. Chính là bằng 1 cộng 2021 này, trên cho x mũ 2021. Vì giới hạn của cái hàm 1 thì tiến ra cộng vô cùng bằng giới hạn của x mũ 2021 này, cộng cho 2021 này, trên cho x mũ tại cuộc cộng cuối cùng ha thì nó bằng 1. Nên chúng ta có giới hạn của hàm F lớn này tại cuộc cộng cuối cùng bằng 1 này. Ở chính điều này chúng ta sẽ suy ra được tích phân suy rộng hội tụ ha. Ta nhớ rằng F lớn là một cái nguyên hàm của F nhỏ ha. Thì đó. Giới hạn của tích phân từ 1 đến t nha, t tiến ra cộng cùng f x đi bằng giới hạn t tiến ra cộng cùng tích phân từ 1 biểu diễn thông qua cái nguyên hàm của hàm nhỏ từ hàm lớn đến x cận từ 1 đến t giới hạn t tiến ra cùng f t trừ f một. Thì chúng ta có được rằng giới hạn của ft khi t tiến ra cộng vô cùng đó cũng chính là giới hạn của fx khi x tiến ra cộng vô cùng ha. Thì rõ ràng nó bằng 1 trừ f một, tất nhiên nó là một số thật.
Chính điều này người ta dẫn đến thất quan rộng trên hội tụ. Cuối cùng này là cộng cuối cùng. Con sẽ rộng hội tụ. Và bài này thì chúng ta làm một cách nhanh chóng ha. Vậy chúng ta kết thúc cái đề A của cái đề vi tích phân 1A năm 2021-2022 ha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái lần sau. Chúng ta sẽ giải quyết cái đề B nha. Đề này.